Ngày 31 tháng 10 tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, sư đoàn 302 chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận, Bệnh viện Quân dân y miền Đông cùng với sự đồng hành của các mạnh thường quân đã khai mạc cho hoạt động công tác dân vận. Các hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình này gồm xây tặng nhà tình nghĩa quân dân cho hộ gia đình chính sách, tổ chức siêu thị không đồng với nguồn sản phẩm từ các hoạt động tăng gia sản xuất của bộ đội và các nhu yếu phẩm thiết yếu, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà, cắt tóc và hỗ trợ giúp dân củng cố nâng cấp đường giao thông nông thôn. Chuỗi hoạt động công tác dân vận là hoạt động thường niên của các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 7 khi tiến hành nhiệm vụ huấn luyện trên địa bàn mỗi tỉnh thành trực thuộc quân khu. Qua đó góp phần giúp nhân dân giảm bớt khó khăn, cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt phong trào thi đua, chung sức xây dựng nông thôn mới, cùng vận động chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các hoạt động dân vận cũng nhằm tô thắm hình ảnh bản chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Nằm trong hoạt động này, Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thăm và tặng quà động viên các cán bộ chiến sĩ đại đội pháo binh 34 đang tham gia diễn tập khu vực phòng thủ bờ biển năm 2020 cùng với Trung đoàn 88, Sư đoàn 302. Thưa quý vị, tiếp tục tinh thần sẻ chia với những khó khăn mà người dân miền Trung đang gánh chịu do thiên tai bão lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa đã tổ chức chương trình gói bánh tét ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung. Và dự kiến thì hơn 1.000 cái bánh tét của chương trình sẽ chuyển đến đồng bào miền Trung trong ngày 2 tháng 11. Tham gia chương trình gói bánh tét ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung, ngay từ sáng sớm, hơn 50 đoàn viên thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hội viên Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Long đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa để cùng nhau tham gia gói bánh tét. Không ai bảo ai mỗi người một việc tùy vào khả năng của mình. Người thì sắp xếp các nguyên vật liệu như gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, người hông lá chuối, chuẩn bị chay buộc, để ai có khả năng gói bánh sẽ thực hiện. Còn nhóm khác cũng tất bật chuẩn bị củi, lửa, sẵn sàng nấu bánh. Ai cũng hào hứng và mong chờ hơn 1.000 đòn bánh tét mang hương vị quê hương, thấm tình Bà Rịa Vũng Tàu sớm chuyển đến đồng bào vùng lũ, không để ai chịu cảnh đói khổ. Là chiến sĩ cán bộ của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì tôi cảm thấy rất là tự hào khi được đóng góp công sức của mình để gói những cái bánh thật là ngon, thật là đẹp để gửi tặng đồng bào lũ lụt miền Trung. Mình cảm thấy là qua cái hoạt động thiết thực này, nó của đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang tỉnh là đang đóng góp một cái công sức rất là nhỏ, mặc dù nó không có lớn lao gì nhưng mà đó là thể hiện cái tình tương thân tương ái của đồng bào và cũng là cái hoạt động của trong lực lượng vũ trang tỉnh là luôn vì dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết để bánh tét thơm ngon giữ được lâu mà không bị hư hỏng, sau khi luộc chín bánh sẽ được hút chân không và đóng gói cẩn thận trước khi vận chuyển đến miền Trung. Tổng kinh phí gói 1.000 đòn bánh tét lần này trị giá gần 18 triệu đồng cho các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tài trợ. Ngoài việc gói 1.000 đòn bánh tét, Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Long còn vận động được 200 suất quà gồm gạo, mì gói, nước mắm, nước tương, đường, bột ngọt với tổng số tiền gần 100 triệu đồng tặng đồng bào miền Trung. Dự kiến vào sáng ngày 1 tháng 11, Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Long sẽ thuê xe tải để vận chuyển bánh tét và quà tặng đến miền Trung để trao tận tay đồng bào vùng lũ xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.